Ok, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Chúc anh em có một ngày học tập và làm việc thuận lợi nhé. Trong một phim hoạt hình nổi tiếng Đấu Phá Thương Khung, nhân vật chính Tiêu Viêm đã từng giúp đỡ 6 cường giả Đấu Hoàng. 3 người trong số họ được thăng cấp lên Đấu Tông thông qua Tiêu Viêm. Những ai đã từng đọc tác phẩm gốc đều biết rằng, ở Đấu Khí Đại Lục, đặc biệt là ở Trung Châu, nơi Đấu Tông có mặt khắp nơi, Đấu Hoàng hùng mạnh đã mất tư cách nói chuyện. Tuy nhiên, tuy nói cường giả Đấu Tông có mặt ở khắp nơi ở Trung Châu và Đấu Hoàng không có tiếng tăm, thế nhưng ở một số đế quốc biên giới, chỉ có một số ít cường giả đạt tới trình độ này, cùng lắm cũng chỉ có 2 hoặc 3 cường giả Đấu Tông. Trước đó khi mà Tiêu Viêm trở nên mạnh mẽ, chỗ dựa lớn nhất của cậu chính là các cường giả Đấu Hoàng. Để những cường giả Đấu Hoàng này giúp đỡ, Tiêu Viêm luôn cố gắng hết sức để thu hút họ. Sau khi Tiêu Viêm trở nên mạnh mẽ, các Đấu Hoàng đã giúp đỡ cậu đều được hưởng lợi ở một mức độ nào đó. Vậy 6 vị Đấu Hoàng mà Tiêu Viêm đã giúp đỡ là những ai? Hôm nay mời anh em cùng LTG đi tìm hiểu về 6 vị Đấu Hoàng được Tiêu Viêm giúp đỡ ở giai đoạn sau này, họ đã được những gì anh em nhé. Đầu tiên là Hải Ba Đông. Hải Ba Đông là một trong thập đại cao thủ của đế quốc Sa Mã. Tuổi còn trẻ đã đạt tới cấp bậc ngũ tinh Đấu Hoàng. Càng đáng kinh ngạc hơn chính là thực lực của ông. Hải Ba Đông từng chiến đấu với 2 Đấu Hoàng cùng đẳng cấp tại đại hội của các quốc gia ở vùng phía Bắc mà không thua kém. Sức mạnh của ông cũng trở nên nổi tiếng trong trận chiến này. Sau đó ông bị Mỹ Đô Tòa phong ấn chỉ còn tu vi đấu linh. Khi mà phong ấn được giải trừ, ông trở lại cảnh sở Đấu Hoàng. Thế nhưng bởi vì di chứng chỉ có thể khôi phục tới nhị tinh Đấu Hoàng. Sau trận huyết chiến Vân Lam Tông bị xóa sổ. Mọi người đã thành lập một liên minh với cái tên là Viêm Minh, do Tiêu Viêm làm minh chủ. Hải Ba Đông là thành viên nòng cốt ở trong Viêm Minh. Lúc này Tiêu Viêm cần đột phá cảnh giới Đấu Hoàng nên đã tiến tới Ma Thú Sơn Mạch bế quan. Vài năm sau, Viêm Minh dưới sự dẫn dắt của Mỹ Đô Toa trở thành thế lực mạnh nhất tại Tây Bắc Đại Lục. Sau này, Sử Minh Tông cấu kết với người của Hồn Điện vây đánh Viêm Minh. Hải Ba Đông cùng với mọi người dưới sự lãnh đạo của Mỹ Đô Toa chiến đấu kiên cường. Cũng may Tiêu Viêm kịp thời về giải nguy cứu mọi người. Lúc này Hải Ba Đông cũng đã xả hơn một chút, nhờ vào đan dược Viêm Minh cung cấp. Hải Ba Đông sau khi phục dụng Phục Linh Tử Đan đột phá Đấu Hoàng đỉnh phong, được Sược Lão trợ giúp đột phá Đấu Tông. Đại kết cục, Hải Ba Đông có tu vi cửu tinh Đấu Tông. Nhờ vào sự đánh cược cả gia tộc vào Tiêu Viêm, Hải Ba Đông đã thành công trở thành át chủ bài của Viêm Minh, tọa trấn bảo vệ Tiêu gia. Vì lẽ đó, ông được hưởng rất nhiều đặc quyền do Viêm Minh để lại. Nếu không gặp được Tiêu Viêm, Hải Ba Đông có lẽ vẫn mãi mãi ở sa mạc Tháp Qua Nhĩ, ẩn mình trong đó và không bao giờ đột phá cảnh giới Đấu Hoàng của mình. Thứ hai chính là Pháp Mã. Thân là chủ tịch hiệp hội luyện dược sư ở đế quốc Sa Mã, mặc dù quanh năm đắm chìm trong luyện dược, thế nhưng bản thân lại có tu vi khá tốt, thực lực ngang ngửa với Hải Ba Đông thời kỳ đỉnh cao, hơn nữa còn là một cường giả ngũ tinh. Tuy nhiên sức chiến đấu của Pháp Mã không mạnh bằng Hải Ba Đông, chỉ là ông cũng giống như Hải Ba Đông, đã đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất. Bọn họ đều lựa chọn tin tưởng vào tiềm năng của Tiêu Viêm. Pháp Mã và Hải Ba Đông đã ủng hộ Tiêu Viêm mà không hề dè dặt. Vì điều này, cả hai cường giả này có thể cùng nhau tận hưởng thành quả chiến thắng. Tuy nhiên sau khi gia nhập liên minh, chắc chắn Tiêu Viêm đối xử với Pháp Mã không tốt bằng Hải Ba Đông. Thế nhưng may mắn thay, sau vài năm vắng bóng, Tiêu Viêm đã quay trở lại đế quốc Sa Mã để chấn chỉnh luyện dược thuật của Viêm Minh, đã giúp cho Pháp Mã và Cổ Hà trở thành người đứng đầu của luyện dược sư. Để bù đắp lại những gì đã thiếu hụt, Tiêu Viêm cũng không ngần ngại giao cho Pháp Mã những bí kíp luyện dược mà mình lấy được tại Trung Châu. Cuối cùng, sức mạnh linh hồn được cải thiện và sự hỗ trợ vô hạn của đan dược chắc chắn sẽ khiến Pháp Mã được thăng cấp thành Đấu Tông. Thứ ba, Thiết Ô, Tô Mị, Âm Cốt Lão Nhân. Ba người này là ba tông chủ trong ba thế lực lớn của Hắc Giáp Vực, mỗi người trong số họ đều đạt tới cảnh giới Đấu Hoàng. Sau khi Tiêu Viêm đánh bại Hàn Phong và trở thành chủ nhân mới của Phong Thành, ba người chuẩn bị hợp lực để chiếm lấy Phong Thành làm của mình. Thế nhưng dưới sức mạnh khủng khiếp của Mỹ Đô Toa, họ chỉ có thể khuất phục trước Tiêu Viêm và tuân theo mệnh lệnh của cậu. Và kể từ lúc này, Tiêu Viêm đã có ba Đấu Hoàng từ Hắc Giáp Vực giúp đỡ. Có thể nói là ở Hắc Giáp Vực, việc Tiêu Viêm tìm kiếm thế lực diễn ra thuận lợi là hoàn toàn nhờ có ba người bọn họ. Trong cuộc huyết chiến Vân Lam, ba người cũng giúp sức rất nhiều trong quá trình cản đường các trưởng lão của Vân Lam Tông để Tiêu Viêm, Sực Lão và Mỹ Đô Toa có thời gian chiến đấu chống lại Vân Sơn và Vũ Hộ Pháp. Tiêu Viêm đương nhiên sẽ không đối xử tệ bạc với ba cường giả này. Cậu không chỉ chia sẻ lợi ích cho Tiêu tộc với ba người, hơn nữa mỗi người đều được tặng một viên Hoàng Cực Đan làm quà. Đáng tiếc Thiết Ô Tô Mị Âm Cốt Lão tài năng có hạn, cuối cùng lại không thể đột phá đến Đấu Tông. Thứ tư chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên là thiên tài duy nhất trong đế quốc Sa Mã có thể so sánh với Tiêu Viêm. Năng khiếu tu luyện của cô ấy khá mạnh mẽ trong toàn bộ Vân Lam Tông. Nạp Lan Yên Nhiên ở độ tuổi 20 có thể vượt qua cánh cổng sinh tử môn, vượt qua thử thách và trở thành một cường giả đỉnh cao của Đấu Vương.
Đáng tiếc 4 năm sau khi tới Trung Châu, thực lực của Nạp Lan Yên Nhiên vẫn chỉ dừng lại ở cảnh giới ngũ tinh đấu hoàng. Để có được cơ hội đột phá đấu tông, Nạp Lan Yên Nhiên một mình đến huyết trì của Thiên Mục Sơn Mạch để luyện tập. Thế nhưng trước khi cô nàng chính thức tham gia cuộc thi của Thiên Mục Sơn Mạch, cô suýt bị bà vị đấu hoàng của Thiên Mục Sơn giết chết. Và ở đây, Tiêu Viêm đã đến giải cứu và giúp cô nàng thoát khỏi cái chết. Sau này, với sự giúp đỡ của Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên đã có cơ hội ngâm mình trong danh mục huyết đàm của núi Thiên Mục. Sau 3 năm ổn định, Nạp Lan Yên Nhiên cũng đạt đến cảnh giới đấu tông. Về sau, Yên Nhiên cùng với Vân Vân trở lại Hoa Tông, cùng một lão bà sống nhiều năm. Lão bà này lại chính là tông chủ của Hoa Tông tên là Hoa Ngọc. Trước khi mất, bà đem trọn cuộc đời chiến khí phong ấn ở trong cơ thể của Vân Vân, cũng đem tông chủ Ngọc Bài trao cho Vân Vân. Lúc này hai người mới biết rõ rằng lão bà này vốn chính là Hoa Tông tông chủ gọi là Đấu Tột Đỉnh Phong. Dù vậy, Vân Vân không có cảm tình với chức vị Hoa Tông tông chủ. Đến khi an táng lão bà xong, cả hai vẫn còn ở ẩn. Nửa năm sau, khi mà nghe thấy sự việc trên, đại tông chủ hiện thời của Hoa Tông là Hoa Cẩm La tiến tới đề nghị Vân Vân trao ra tông chủ Ngọc Bài. Vân Vân cũng đem Ngọc Bài đưa ra. Không ngờ hành động này khiến Hoa Cẩm cho là Vân Vân quá yếu ớt. Nửa năm sau, ả ta lại tìm tới cửa muốn lấy lại chiến khí của Hoa Ngọc lão bà. Thế nhưng đấu khí đã dùng sát vào bên trong cơ thể của Vân Vân, nếu muốn rút ra để dùng thì cũng sẽ tổn hại cho tính mạng của Vân Vân. Cũng may Hoa Ngọc khi mà còn sống đã có quyền thế sẵn, khiến cho Hoa Cẩm không dám chiếm đoạt mà quyết định muốn cùng với Vân Vân giao chiến. Quy luật của trận chiến này chính là một đội quyết chiến, trong một đội đó phải có một nam và một nữ. Đối đầu với Hoa Cẩm cùng bạn trai là Hoa Tà Quân nên Vân Vân căn bản không cách nào chiến thắng nổi. Yên Nhiên vô lực đành quyết định tìm tới Tình Vân Các để cầu xin Tiêu Viêm giúp đỡ. Lúc này thực lực của Yên Nhiên dựa trên Thiên Sơn Huyết Đàm sinh khí dễ dàng xâm nhập đến đấu tông. Tiêu Viêm sau khi biết được sự việc liền chạy tới Hoa Tông giúp đỡ Vân Vân lấy được vị trí tông chủ. Vân Vân cũng do vậy mà thành Hoa Tông thiếu tông chủ. Tiếp theo đó, Bồ Đề Cổ Thụ xuất hiện, Yên Nhiên đi theo Vân Vân cũng lại bị Thiên Minh Tông đánh lén, lúc chuẩn bị thất bại thì được Tiêu Viêm cứu giúp. Trong tiểu thuyết, Nạp Lan Yên Nhiên vô cùng ngưỡng mộ tiềm năng và khả năng của Tiêu Viêm và có thể đã phải lòng Tiêu Viêm sau màn trình diễn ở Huyết Chiến Vân Lam. Trong tiểu thuyết, Nạp Lan Yên Nhiên hơn Tiêu Viêm 3 tuổi, khi mà Nạp Lan Yên Nhiên 20 tuổi, Tiêu Viêm 17 tuổi là thời điểm thử thách 3 năm. Nạp Lan Yên Nhiên là người nổi bật nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Vân Lam Tông. 13 tuổi, nàng ngưng kết sao vòng xoáy, thành công thăng cấp. Tuy rằng không dám nói loại tốc độ tu luyện này là xuất sắc nhất Vân Lam Tông tồn tại nhiều năm, thế nhưng cũng đủ để nàng lọt vào top 10 người đứng đầu. Trong suốt tiểu thuyết, sau khi rời khỏi đế quốc Sa Mã, bất cứ khi nào nàng gặp lại Tiêu Viêm, cô nàng sẽ vô cùng hối hận vì đã hủy bỏ cuộc hôn nhân của mình. Khi cô ấy nói rằng, nếu tôi không làm những gì tôi đã làm, tôi có thể đã được bảo vệ sau lưng anh ta cả đời. Vậy là video của chúng ta tới đây là kết thúc rồi, các bạn thấy nó như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến cá nhân của mình ở dưới phần bình luận của video này các bạn nhé. Cuối cùng thì LTG xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.